Hi xin tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kiếm Tiền Online CTX Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên nhấn nút đăng ký để ủng hộ mình nhé Hôm nay thì mình sẽ review lại cho mọi người một cái ứng dụng Rất là cũ và kiếm tiền rất là hot ở năm 2019 Hiện tại đang sang 2020 rồi Ứng dụng đã tiếp tục chạy một cái event hot với giải thưởng vô cùng lớn Khi mọi người đăng ký này và liên kết thẻ ngân hàng thành công thì các bạn sẽ nhận được gói quà lên đến là 500 nghìn à, mọi người có thể bán luôn với cái giá khoảng 150 nghìn có những cái quà kia thì các bạn có thể sử dụng à, một rep thì các bạn cũng sẽ nhận được gói quà 500 nghìn nhé à, các bạn nào mà muốn bán những cái chơi đó thì các bạn có thể inbox trực tiếp cho mình mình sẽ giới thiệu cho mọi người người mua hoặc là mình sẽ trực tiếp trung gian cho các bạn để các bạn không bị scam nhé ok thì bạn nào mà chưa chơi thì các bạn có thể xem hết video để mọi người có thể chơi bạn nào mà chơi rồi thì các bạn cũng có thể uh, tiếp tục đi giới thiệu bạn bè để Cùng tham gia sự kiện và mọi người có thể kiếm được thêm tiền nhá. 100% là một lượt giới thiệu thì các bạn sẽ có ít nhất là 150.000. Ok, trước khi giới thiệu thì mình sẽ tặng cái thẻ cào này. Đây là chiếc thẻ cào Vina nhá, có mệnh giá là 20.000 thì đây chính là cái mã thẻ cào thì các bạn có thể nạp nhá cái thẻ cào này thì mình mua từ cái ứng dụng Coi 98 Thì các bạn nào mà chưa chơi cái ứng dụng Coi 98 này thì các bạn có thì kích ở dưới phần mô tả sẽ có link đăng ký cộng video hướng dẫn các bạn có thể chơi ứng dụng này để kiếm coi hiện tại thì giá coi nó còn hơi xuống nên mình đã ngừng mua nhưng các bạn cứ kiếm đi sau này lên thì chắc chắn là mình sẽ mua lại cho mọi người hoặc là mọi người có thể bán trực tiếp cho admin với giá là 1.000 đồng trên một coi với min là 100 đồng nhá ok thì bây giờ thôi mình sẽ vào giới thiệu cho mọi người cái ứng dụng kia luôn cái ứng dụng này thì có cả trên CH Play và iOS thì các bạn kiếm tìm tìm kiếm cho mình cái ứng dụng tên là Momo. Ok. Hoặc là mọi người sẽ kích dưới phần link mô tả, ở dưới phần mô tả mình có để link đăng ký nhá. Thì mọi người sẽ nhìn thấy là ứng dụng Momo nạp tiền chuyển tiền. Yes, được đánh giá là 4,3 sao nhá. Sau khi mà mọi người tiến hành cài đặt thì mọi người sẽ mở ra và đăng ký mới giúp mình nhá. Đầu tiên thì mọi người sẽ nhập cho mình số điện thoại và ấn tiếp tục. Rồi, sau khi mà các bạn ấn tiếp tục thành công thì nó sẽ báo là đăng ký Momo với số điện thoại này thì các bạn sẽ ấn tiếp tục cho mình nhé. Rồi, nó sẽ gọi uh, sẽ có một số điện thoại gọi đến cái số này thì mọi người sẽ có một cái mã thì các bạn sẽ nhập mã vào cho mình, sau đó thì ấn tiếp tục. Ở bước này thì các bạn sẽ nhập cho mình cái mật khẩu thì nói chung là cái mật khẩu mọi người cần phải nhập dễ nhớ nhất và đảm bảo là an toàn cho mọi người nhé. Nói chung là ví Momo thì khá là bảo mật nên mọi người có thể nhập cái số mà dễ nhớ, ví dụ mình sẽ nhập toàn bộ là 8 nhá. Rồi, ok bước tiếp theo này thì các bạn sẽ nhập cho mình họ và tên và nhập địa chỉ email sau đó thì ấn xác nhận nhé ở đây lưu ý là mọi người sẽ để cho mình cái tên kiểu như là phạm hoa anh như thế này ấy. À, không có dấu nhé mọi người nhá mọi người cứ ghi đầy đủ như thế này sau đó điền địa chỉ email và lưu ý là uh, đừng lên sử dụng Facebook tại vì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nick Facebook của mọi người sau này nếu mà có vấn đề gì có thể dẫn đến cái nick Facebook của mọi người bị mất nên mọi người tuyệt đối là các cái ứng dụng mà đăng nhập Facebook thì mọi người không nên sử dụng Facebook nha Yes, sau đó thì mọi người ấn xác nhận giúp mình rồi, thì đây là mình đã đăng nhập thăng ký thành công rồi. Bước tiếp theo để mọi người có thể nhận được món quà 500 nghìn thì mọi người sẽ kích vào phần ưu đãi này giúp mình nhé. Rồi, Mọi người sẽ nhập cái mã khuyến mãi ở đây, mọi người sẽ tiến hành nhập cho mình cái số là 085793. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ nhập cho mình cái mã khuyến mãi là 0857930792. Cái mã này mình cũng sẽ để dưới phần mô tả để cho các bạn có thể dễ nhập nhất nhá. Sau đó thì mọi người sẽ ấn xác nhận giúp mình. Ok, sau khi mà các bạn nhập mã thành công ý, thì nó sẽ hiện ra các cái hiện ra mọi cái cái này là còn 3 bước để nhận quà. OK, đầu tiên thì mọi người có thể tham gia lắc lu nhá Tại vì hiện tại nó đang chạy một cái event nó là lắc lu. Mọi người có thể tham gia lắc và kiếm những cái con thú. À, ví dụ như mọi người kiếm được con phụng hoặc là con long thì các bạn có thể lên Facebook giao bán với cái giá thì cũng khá là ổn từ 40 đến 100 nghìn một con đấy. Mọi người có thể bán được luôn và có tiền nhé. Rồi, sau đó thì mọi người sẽ thoát ra. Cái đấy nó chỉ hướng dẫn mọi người lắc đu thôi nhá. Sau đó thì mọi người sẽ nhìn thấy một cái biểu tượng này. Chỉ còn hai bước nữa để mở quà thì các bạn sẽ ấn vào chỗ liên kết ngay giúp mình nhá. Ở đây thì các bạn có thể liên kết với những ngân hàng. Ở đây thì có khá là nhiều ngân hàng. Nó bảo là được lì xì 100k như trên thực tế khi mà mọi người tham gia cái event này thì mọi người sẽ nhận được một gói quà lên đến là 500.000 nhá. Ok, có rất là nhiều quà thì các bạn sẽ cân nhắc này những cái ngân hàng mà mọi người có thể liên kết. Ví dụ như là Vietcombank, Vietin, BIDV. Đối với Adibank thì các bạn có thể đến ngân hàng để được người ta hỗ trợ nhá. Chỉ trong vòng một tiếng thôi thì các bạn có thể liên kết thành công và mọi người có thể hoạt động được rồi. Ok, đây là một cái ví điện tử vô cùng uy tín nên mọi người yên tâm về việc vấn đề liên kết ngân hàng nó sẽ không bao giờ lấy tiền của các bạn đâu nhá mình khẳng định mọi người một câu, tại vì hiện tại mình đang sử dụng ví MoMo là một cái ví uh, nhiều nhất, mọi người sẽ ấn vào ngân hàng của mọi người nhé. Các bạn nào mà chưa đăng ký thẻ ngân hàng thì các bạn cứ có thể đăng ký và nhập mã khuyến mãi. Sau khi mà mọi người đăng ký ngân hàng ấy, thì các bạn có thể liên kết sau hoặc đến ngân hàng thì người ta hỗ trợ các bạn liên kết thành công nhất nhé. Ok, thì mọi người sẽ ấn bắt cầu cho mình nào. Ở đây là mọi người sẽ phải xác nhận cái tên của mọi người. Sau đó thì mọi người sẽ chụp chứng minh thư giúp mình trước. Uh, tiếp theo thì nó sẽ cho mọi người liên kết với thẻ ngân hàng. Rồi, sau khi mà mọi người liên kết thẻ ngân hàng thành công, hiện tại thì mình không có thẻ ngân hàng đến Tết nên mình sẽ bỏ qua cái bước này. Thì mọi người sẽ ấn là nạp tiền vào ví và tiến hành nạp 10.000 nhá. Mọi người chỉ cần nạp 10.000 thôi là trên tài khoản của mọi người sẽ được nhận được một món quà. Để biết được quà mọi người được nhận thì mọi người sẽ kích vào phần ưu đãi giúp mình nào. Thì ở đây mọi người sẽ có quà của tôi. Khi mà mọi người liên kết thành công thì nó sẽ có là những món quà của mọi người ở đây. Rồi, thì hiện tại mình đang vào cái ví Momo của mình nhá Thì mình sẽ mua một cái mã thẻ cào tặng cho mọi người Mình sẽ ấn vào mua thẻ điện thoại di động Cái ứng dụng này thì mọi người có thể mua nạp tiền, chuyển tiền Cực kỳ là nhanh chóng Nên mình rất là thích của ví Momo là ở đây Thì mình sẽ mua một cái thẻ Viettel 10.000 Thì bạn nào nạp được thì có thể comment ở dưới phần mô tả nhá Rồi, ở đây sau đó thì mình chỉ cần ấn xác nhận là xong Ok thì hiện tại thì mình đã mua thành công được một cái thẻ cào. Đây là cái mã nhá. Còn đây là cái series thì bạn nào nạp được thì có thể có ở dưới phần mô tả nhá. Ok, mình sẽ kích vào phần ưu đãi của mình, ấn vào quà của tôi. Thì hiện tại mình đang có rất là nhiều quà do mình tham gia cái chương trình lắc này. Đó mọi người, hiện tại mình đang có rất là nhiều quà. Ở đây thì các bạn có thể tham gia cái trò lắc tên này để mọi người có thể kiếm thêm nhá. Nói chung là mọi người khi mà mọi người tham gia lắc xì này, mọi người kiếm được những uh, ấn vào bộ siêu tập đi ở đây nếu mà các bạn uh, kiếm được con phụng này hoặc là con long thì hiện tại chỉ có con phụng và con long thì có giá trị thôi còn con lân và con quy thì ngày trước có giá trị nhưng hiện tại thì nó bán rất là rẻ và mình còn không bán được ý uh, mình cũng quay được hai con hai uh, con phụng ấy thì mình cũng bán được khoảng là uh, 250 000 Nói chung là đợt đấy thì giá nó còn khá cao, còn hiện tại thì do event gần hết rồi thì nó cũng đã gần hết rồi đó. Nên các bạn nào mà chưa chơi thì các bạn có thể nhanh chóng chơi nhá. Mọi người có thể tham gia ví mô uh, chuyển tiền, nhận tiền, uh, rút nạp về tài khoản ngân hàng thì cực kỳ nhanh chóng. Nên mọi người đảm bảo ở đây là một cái ví điện tử 4.0 rồi thì mọi người hãy sử dụng ví điện tử uh, thay cho thẻ ngân hàng đi. Ok. Uh, và thay cho cả tiền mặt nữa. Mọi vấn đề thì thắc mắc hay không hiểu thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp Uh, qua Facebook của mình nha, link mình sẽ để dưới phần mô tả.